안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào buổi học đầu tiên của môn học thứ hai, tức là môn Chu cực Hàn Quốc cơ Munpeop Y, môn học ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp thứ hai. Và trong cái môn học này thì chúng ta chủ yếu sẽ đi vào những cái cấu trúc ngữ pháp cơ bản nhất mà các bạn sẽ được học. Và buổi đầu tiên ngày hôm nay thì trước tiên tôi xin giới thiệu với các bạn một cái cấu trúc ngữ pháp như sau. Đó là cái cấu trúc mồ mua ư, mồ mua ư liền te. Đây là cái cấu trúc mà chúng ta sẽ sử dụng khi mà chúng ta muốn nói đến một cái thời điểm nào đó để chúng ta thực hiện một cái hành động nào đó. Thế và cái cấu trúc này thì nó thường đứng sau động từ hoặc danh từ chỉ thời điểm xảy ra cái hành động, hoặc là vào cái thời gian mà xảy ra hành động. Thế và khi thân động từ kết thúc bằng nguyên âm thì nó sẽ kết hợp với liền te, tức là cái liền này nó sẽ kết hợp thẳng với cả thân động từ, ví dụ như là ha tà thì nó sẽ kết hợp vào dưới cái tự cái đuôi ha, là nó là thể trở thành ha te. Thế và còn khi thân động từ kết thúc bằng phụ âm thì nó sẽ kết hợp với ư te. Thế và để cho các bạn dễ hình dung thì chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ cụ thể thì chúng ta sẽ có thể hiểu được ngay. Ví dụ đầu tiên, các bạn đọc cùng tôi nhé. 저는 공부할 때 언니는 뭐 했어요? 저는 공부할 때 언니는 뭐 했어요? Các bạn có hiểu câu này không ạ? Một câu cũng rất là dễ, không có từ nào mới cả. Khi mà tôi học bài, khi mà nếu như theo tiếng Việt của chúng ta là khi mà em học bài thì chị đã làm gì? 언니는 뭐 했어요? Chị đã làm gì? Thế và câu trả lời là 그때 나는 텔레비전을 봤어요. 그때 나는 텔레비전을 봤어요. Khi đó thì chị đã xem TV. Television là TV. Thế và television을 봤어요. Chị đã xem TV. Chúng ta chuyển sang một cái ví dụ thứ hai. 집들이에 갈때 무엇을 사면 좋을까요? Các bạn đọc cùng tôi nhé. 집들이에 갈때 무엇을 사면 좋을까요? Chipturi đó là cái bữa tiệc tân gia. Người Hàn người ta cũng có một cái phong tục cũng giống như Việt Nam. Thế nhưng mà Việt Nam thì có lẽ là còn tùy từng điều kiện của từng gia đình có thể tổ chức hay không, nhưng mà ở Hàn Quốc thì nó như là thành một cái lệ rồi, hầu như gia đình nào cũng phải tổ chức khi mỗi khi mà chuyển nhà. Đặc biệt là người Hàn thì người ta lại hay thuê nhà ở, thì cái việc này là xảy ra rất là thường xuyên. Và nếu mà các bạn đến Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có lần gặp là phải và phải đi đến những cái bữa tiệc như thế. Chipturi là tiệc tân gia, mỗi lần chuyển nhà. Vậy thì Chipturi에 갈때 무엇을 사면 좋을까요? Khi mà đi đến bữa tiệc tân gia thì nếu mà mua gì thì sẽ tốt, tức là theo phong tục của người Hàn thì người ta thường mua những cái gì, cái gì khi mà đến ở nhà ai đó mà có khi tổ chức, họ tổ chức cái bữa tiệc tân gia. Các bạn nhìn câu trả lời nhé. 보통 비누와 휴지를 사요. 보통 비누와 휴지를 사요. Boto tức là bình thường, thông thường. Pinu là xà phòng và hiu chi là giấy ăn. Thông thường thì người ta mua những cái thứ như là xà phòng này, hay là giấy ăn này, hay có thể là diêm nếm nến này. Người ta thường là mua những cái thứ như vậy để đi đến cái bữa tiệc tân gia. Ví dụ này các bạn đã rõ chưa ạ? Chúng ta chuyển sang ví dụ thứ ba nhé. Các bạn đọc cùng tôi. 그 소식을 어떻게 알았어요? 그 소식을 어떻게 알았어요? 어제 선생님을 만났을 때
선생님이 이야기해 주셨어요. 어제 선생님을 만났을 때 선생님이 이야기해 주셨어요. 소식이라지, các bạn 아, đó là tin tức. 어떻게 알았어요? 그 소식을 어떻게 알았어요? Làm thế nào mà anh đã biết được cái tin đó? 어떻게 알았어요? Làm thế nào mà biết được? 어제 선생님을 만났을 때, hôm qua, oje là hôm qua đúng không? Hôm qua khi mà gặp thầy giáo hay là cô giáo thì thầy giáo đã nói cho biết, yakihata, yakihechusetsu đã nói cho biết. Thế và các bạn chú ý ở đây là manasute, động từ nguyên dạng của từ này là manata đúng không? Là gặp manata, thế nhưng nó đã kết hợp với cái đuôi at, tức là đuôi quá khứ đó, manasute, khi mà đã gặp việc, bởi vì cái sự việc này nó đã xảy ra trong quá khứ, thế thành ra là chúng ta phải dùng như vậy. Các bạn xem ví dụ tiếp theo nhé. 그 아가씨를 처음 만났을 때 인상이 어땠어요? 그 아가씨를 처음 만났을 때 인상이 어땠어요? 아, xin lỗi các bạn, 어땠어요? 아주 좋았어요. Các bạn có hiểu câu này không nhỉ? 그 아가씨를 처음 만났을 때 có nghĩa là gì? À, khi mà anh lần đầu tiên gặp cô gái đó,처음 là đầu tiên, và 그 아가씨를, 그 아가씨 là chỉ một cô gái trẻ đó. Khi mà là anh lần đầu tiên gặp cô gái đó thì 인상이 어땠어요? Ấn tượng của anh về cô gái đó như thế nào? 인상 là ấn tượng. 아주 좋았어요. À, rất là tốt. Ví dụ thứ ba. 내일 학교에 갈때 저를 부르세요. các bạn đọc lại lần nữa nhé. 내일 학교에 갈때 저를 부르세요. 네, 알았어요. 내일 là ngày mai đúng không các bạn? Ngày mai. 학교에 갈때 khi mà đi đến trường thì 저를 부르세요. Xin hãy gọi tôi với. 학교에 갈때 vì là cái động từ까다 nó không có đuôi, không có cái phụ âm cuối, thành ra là liền thì nó nối thẳng vào với cả까다 trở thành cal te. Các bạn nhớ là khi chúng ta đọc cái từ như thế này thì chúng ta phải lưu ý là uốn lưỡi để nó nhấn mạnh cái chữ cal, tức là có cái liền ở dưới. Còn nếu như mà không có, mà các bạn đọc mà để không không để cho người ta không biết được cái có cái từ liền ở dưới ấy, thì nó sẽ trở thành một nghĩa khác. Nghe arastel, vâng, tôi đã biết rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái cách dùng thứ hai của cái tiểu từ te này, đó là khi kết hợp với danh từ chỉ thời gian hay là địa điểm. Đây tôi đã lấy ra một số các cái ví dụ cụ thể để cho các bạn thấy. Ví dụ như là chấm sim te, đó là lúc bữa trưa và lúc bữa trưa. Chấm sim là bữa trưa. Thế còn buổi sáng là gì các bạn nhỉ? Achim te. Thế và đây buổi tối là chớ niếc te. Chớ niếc te là buổi tối. Buổi tối hay là người ta có thể dùng vào cái từ cái bữa tối thì người ta cũng có thể chỉ dùng vắn tắt ấy, là chớ niếc te thôi cũng được. Nguyên nghĩa của nó thì chầm sim và chớ niếc thì chỉ là buổi trưa và buổi tối thôi. Thế nhưng khi các bạn dùng với bữa trưa và bữa tối, đúng ra của nó là phải là chầm sim xích xa hay là chớ niếc xích xa. Thế nhưng mà chúng ta có thể dùng tắt như thế này người ta cũng hiểu. Hay là phăng hắc tè. Phăng hắc tè là gì nhỉ? Phăng hắc là kỳ nghỉ hè. Nếu mà nghỉ nghỉ hè đó thì là yeorum phăng hắc. Còn nghỉ đông là gì nhỉ? Gyeol phăng hắc. Yeorum là mùa hè và gyeol là mùa đông. Ở Hàn Quốc thì học sinh sinh viên bao giờ cũng có hai kỳ nghỉ là nghỉ hè và mùa và nghỉ đông. Một ví dụ tiếp theo là myeongcheol tae. Myeongcheol tae, myeongcheol là một cái từ dùng chung để nói về các cái ngày lễ, ngày Tết, các cái ngày lễ trong trong năm đó, thì người ta gọi là, nói chung là myeongcheol tae. Christmas tae. Christmas đây chính là một cái từ tiếng Anh phiên âm sang, đó là dịp Giáng sinh.
Thế và ví dụ cuối cùng, Sengil, Tè Sengil là sinh nhật. Thế và đó là một số những cái ví dụ tôi đưa ra mà sử dụng te ghép với những cái danh từ chỉ thời gian hay là chỉ địa điểm. Thế và các cái danh từ này sẽ được áp dụng trong những cái trường hợp thực tế như thế nào, thì mời các bạn xem cái ví dụ cụ thể sau đây. Các bạn đọc cùng tôi nhé. 점심 때 시간이 있으면 한번 들리세요. Các bạn đọc lại nhé. 점심 때 시간이 있으면 한번 들리세요. Vào bữa trưa nếu như mà anh có thời gian thì hãy ghé qua chỗ tôi một lần. 한번 들리세요. 들리다 có nghĩa là ghé qua. 한번 들리세요. Đây là một cái câu mời đó. Ví dụ tiếp theo. 저녁 때 만납시다. 저녁 때 만납시다. À, chúng ta hãy gặp nhau vào buổi buổi tối, hoặc là trong trường hợp này chúng ta có thể dịch là bữa tối cũng được. 저녁 때 만납시다. 뭐뭐 피읍시다. Các bạn còn nhớ không? Đây là cái cấu trúc đề nghị hay là rủ một ai đó làm một cái việc gì, thế nhưng nó cũng ở dạng kính trọng. Ví dụ thứ ba. 여름 방학 때 저는 고향에 갑니다. 여름 방학 때 저는 고향에 갑니다. Vào kỳ nghỉ hè thì tôi đi về quê. Cô hang là quê, quê hương đó. Các bạn thấy là nó cũng, cái phát âm của nó hơi giống cái từ quê hương của chúng ta đúng không? Nó chính là từ xuất phát từ tiếng Hán. Cô hang có nghĩa là quê hương. Ví dụ tiếp theo nữa là Christmas 때는 보통 날씨가 추워요. Christmas 때는 보통 날씨가 추워요. Ở Hàn Quốc thì cũng như là Việt Nam chúng ta cũng như vậy đúng không? Cứ vào khoảng cái thời gian là Giáng sinh ý, ngày lễ Noel ý, thì là thời tiết hơi se lạnh. Thế và bên này thì thường vào những cái ngày đó là có tuyết rơi. Thế và ví dụ cuối cùng, Hyeongchul tae boteong mùa hè. Hyeongchul tae boteong mùa hè. Vào những cái dịp lễ Tết thì thông thường thì bạn làm gì? Đó là toàn bộ những cái ví dụ mà tôi đã đưa ra về cái trường hợp sử dụng mùa mua ư liền te với động từ và với các cái danh từ chỉ thời gian và địa điểm. Bây giờ mời các bạn sẽ cùng với tôi chuyển sang một cái ví dụ, xin lỗi, một cái cấu trúc ngữ pháp khác. Đó là mùa mua cô ý tả. Tức là cái cấu trúc này để chỉ thường là bao giờ cũng được kết hợp với một cái động từ hành động. Các bạn nhớ là động từ hành động chứ không phải là các cái động từ hoặc là tính từ. Tính từ thì là đã là không được rồi. Thế và kể cả những cái động từ ví dụ như là itta chẳng hạn, itta, upta chẳng hạn, cái đấy nó cũng được gọi là động từ, thế nhưng nó không phải là động từ hành động. Thế cho nên là chúng ta phải lưu ý để có thể kết hợp đúng. Đây các bạn nhìn trên màn hình thì nó đã hiện ra cái phần giải thích rồi. Kết hợp với động từ hành động ở dạng nguyên thể để biểu thị hành động đó đang diễn ra. Tức là như tiếng Việt của chúng ta dịch ra là đang làm cái việc gì đó. Ví dụ như là đang học chẳng hạn thì các bạn nói như thế nào nhỉ? 공부하고 있다. Đúng không? Hay là đang ngủ chẳng hạn là gì nhỉ? 자고 있다. Hay là đang đọc báo chẳng hạn. 신문을 읽고 있다. Hay là đang xem TV chẳng hạn thì là 텔레비전을 보고 있다. Đúng không? Thế và khi muốn biểu thị cái sự kính trọng với chủ ngữ thì chúng ta sẽ chuyển sang là một chuyển sang cái cấu trúc là mồ mồ cô kê si tả. Tức là khi mà chúng ta muốn nói là nói về ai đó đang làm một cái hành động gì đó, ví dụ như nói là giáo sư của tôi đang đang nghiên cứu chẳng hạn, thì chúng ta sẽ không dùng cái mồ mồ ha cô ý tả nữa, mà chúng ta sẽ chuyển sang là mồ mồ cô kê si tả để bày tỏ cái sự kính trọng. Các bạn đi vào ví dụ cụ thể nhé. Các bạn đọc cùng tôi nhé. 무엇을 하고 계십니까? 무엇을 하고 계십니까? 책을 읽고 있습니다. 책을 읽고 있습니다. Anh hay chị hay là bạn đang làm gì đó? 무엇을 하고 계십니까? Các bạn thấy ở đây là người ta đã dùng ngay cái trường hợp là kính trọng rồi. 책을 읽고 있습니다. Các bạn lưu ý nhé.
Khi chúng ta hỏi ai đó hoặc là chúng ta nói về hành động một ai đó thì chúng ta mới cần phải kính trọng và chúng ta phải dùng cái cấu trúc là momoko kesita. Thế nhưng khi mà chúng ta nói về cái hành động của mình, tức là khi chúng ta trả lời, thì chúng ta không bao giờ chúng ta được dùng cái cấu trúc momoko kesita cả, bởi vì không bao giờ mình lại đi tự kính trọng mình cả, đúng không các bạn? Đó là cái cách sử dụng trong ngữ pháp của tiếng Hàn. Các bạn luôn luôn phải nhớ là chúng ta chỉ sử dụng những cái cấu trúc hay là những cái dạng kính trọng đối với những hành động của người khác khi nói về hoặc là khi nói với người khác, chứ còn với những cái hành động của chúng ta thì chúng ta lại phải tự hạ thấp xuống. Thế là bạn đang hay là anh đang làm gì đó? 책을 읽고 있습니다. À, tôi đang đọc sách. Ví dụ tiếp theo. 그녀와 à xin lỗi các bạn. 그녀의 남편이 지금 어디에 있으세요? 그녀의 남편이 지금 어디에 있으세요? 한국에 살고 계십니다. 한국에 살고 계십니다. 그녀의 남편 là gì nhỉ? 남편 có nghĩa là chồng. Chồng của cô ấy 지금 어디에 있으세요? Bây giờ thì đang ở đâu? Trường hợp này thì có thể là chúng ta dùng cái động từ itta, các bạn chắc các bạn cũng đã biết rồi, thì nó chính là cái động từ ở như trong tiếng Việt của chúng ta, ở đâu. Thế nhưng mà khi mà chuyển sang cái dạng kính trọng ấy thì nó chính là kê cả. Ví dụ như là nếu như trong trường hợp này chúng ta muốn đổi sang dạng kính trọng thì chúng ta sẽ nói là ơ tie kê seo. Thế nhưng mà bởi vì đằng sau cái momo u seo này nó cũng chính là cái dạng đuôi câu kính trọng rồi, thế cho nên chúng ta cũng có thể dùng như thế này. Kuneo nam pien ni jigeum eodie isseuseo? 한국에 살고 계십니다. Anh ấy đang sống ở Hàn Quốc. Nam pien là chồng, thế còn vợ là gì các bạn có biết không nhỉ? Vợ là anne. Anne, tôi đã sẽ viết vào đây. Thế nếu như chúng ta muốn nói là vợ của anh ấy đang sống ở đâu thì các bạn sẽ nói như thế nào nhỉ? Anh ấy là gì? 그는, 그는. Hoặc là các bạn cứ nói là 그 thôi cũng được. 그 안에, 그는 그 안에가 지금 어디에 계세요? 아니면 지금 어디에 있으세요? 혹 là 지금 어디에 살고 계세요? 살고 있다 là đang sống ở đâu. Sanko 있어요 hay là sanko 계세요? Đó là cái cách dùng hay là cái cách hỏi khi mà hỏi về cái việc ở đâu hay là sống ở đâu. Các bạn sang ví dụ tiếp theo nhé. 부모님이 잘 지내고 계십니까? 부모님이 잘 지내고 계십니까? 네, 저희 부모님이 건강하게 잘 지내고 계십니다. Các bạn đọc lại một lần nữa nhé. 네, 저희 부모님이 건강하게 잘 지내고 계십니다. 부모님 là gì nhỉ? Là bố mẹ đúng không? Nếu mà bố thì các bạn, bố hoặc là ba thì các bạn có nhớ nó là gì không? 아버지. Hay là nếu chúng ta dùng kính trọng lên thì là 아버님. Thế và mẹ là 어머니 hay là 어머님. Thế và kết hợp cả hai từ ghép vào bố mẹ thì là 부모님. 부모 chính là từ xuất phát từ tiếng Hán, tức là phụ mẫu. Nếu như luôn luôn biết liên cách, biết cái cách liên kết với các cái từ trong tiếng Hán thì các bạn sẽ thấy là tiếng Hán dễ học hơn rất nhiều và các bạn sẽ rất là dễ nhớ nghĩa của nó. Cái câu này thì chúng ta dịch như thế nào nhỉ? 부모님이 잘 지내고 계십니까? Bố mẹ của anh có tức là 잘 지내다, 지내다 đây có nghĩa là có thể dịch như là sống, hay là có theo tiếng Việt của chúng ta thì là có khỏe không chẳng hạn. Chúng ta thường nói như thế chứ không thường, hoặc là đang sống như thế nào chẳng hạn, đúng không? Thế nhưng mà trong tiếng Hàn thì người ta thường rất là hay sử dụng cái câu này.
Khi mà mới gặp nhau thì người ta bao giờ cũng hỏi là 잘 지내셨습니까? 잘 지내셨어요? Hay là 어떻게 지내셨어요? Là anh hay chị đã sống như thế nào? 네, 저희 부모님이 건강하게 잘 지내고 계십니다. 저희 부모님이 là gì nhỉ? Bố mẹ của tôi. Của tôi thì thường thì người ta nói là 우리. 우리 부모님, bố mẹ của chúng tôi. Không nói, thường người Hàn không nói là bố mẹ của tôi mà bao giờ cũng nói là bố mẹ của chúng tôi. 우리 부모님. Thế nhưng mà 저희 ở đây chính là cái cách mà gọi là hạ thấp mình và để tỏ cái sự kính trọng với người trên, với người đang nói chuyện đó, thì chúng ta thì là người ta sẽ nói là 저희 저희 부모님이 건강하게 잘 지내고 계십니다. Bố mẹ tôi đang sống rất là khỏe mạnh. Chúng ta chuyển sang những cái ví dụ tiếp theo nữa. 무슨 영화를 보고 있어요? 무슨 영화를 보고 있어요? 미국 영화를 보고 있어요. Anh đang xem cái phim gì đấy? 무슨 영화, phim gì? 보고 있어요, đang xem phim gì? Và 미국 영화를 보고 있어요. Tôi đang xem phim Mỹ. 미국 영화 là phim Mỹ. Ví dụ này cũng rất là đơn giản đúng không các bạn? Chúng ta chuyển sang một ví dụ tiếp theo nữa. 직업이 무엇입니까? 직업이 무엇입니까? 시장에서 장사하고 있습니다. 시장에서 장사하고 있습니다. Nghề nghiệp của anh hay là của chị là gì nhỉ? 직업 là nghề nghiệp. Thế và câu trả lời là 시장에서 장사하고 있습니다. 시장 là ở chợ đúng không? 장사 하다 có nghĩa là buôn bán. Thế và các bạn thấy là trong những cái ví dụ như thế này thì thường là người ta lược bỏ đi cái chủ ngữ. Người Hàn rất hay nói như vậy. Khi mà đối thoại trực tiếp về những cái câu chuyện của nhau á, thì người ta thường là người ta lược bỏ chủ ngữ đi tôi. Thì người ta thường lược đi không cần nói cũng hiểu. Đó là toàn bộ những cái ví dụ của cái phần ngữ pháp mua hako itta đang làm gì. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần ngữ pháp tiếp theo. Đó là mùa mùa ư niên huê. Đó là cái cấu trúc nói có thể dịch ra là sau khi. Cái cấu trúc này thì nó kết hợp với danh từ hoặc là động từ để biểu thị hành động của mệnh đề sau xảy ra sau khi hành động của mệnh đề trước kết thúc. Tức là đơn giản như từ tiếng Việt của chúng ta là sau khi làm một việc gì đó, sau khi làm một việc gì thì sẽ làm một việc tiếp theo, một cái hành động tiếp theo. Thế và khi kết hợp với danh từ thì nó sẽ kết hợp với trực tiếp với huê mà không cần phải, chúng ta không cần phải để ý đến cái mùa mùa ư niên này. Thế nhưng khi kết hợp với động từ mà cái động từ đó lại có kết thúc là một nguyên âm thì nó sẽ kết hợp với niên huê. Thế và khi kết hợp với động từ kết thúc bằng phụ âm thì nó sẽ là kết hợp với ưn huê. Đó là toàn bộ những cái về quy tắc mà các bạn phải nhớ khi sử dụng cái cấu trúc này. Các bạn đi vào ví dụ cụ thể cùng tôi nhé. Ví dụ thứ nhất, 언제 만날까요? 언제 만날까요? 근무 시간 후에 만납시다. 근무 시간 후에 만납시다. Khi nào thì chúng ta có thể gặp nhau được nhỉ? Và câu trả lời là 근무 시간 후에 만납시다. Để sau cái thời gian làm việc thì sẽ gặp nhau, chúng ta hãy gặp nhau vào sau thời gian làm việc. 근무 시간, 근무 là làm việc đúng không các bạn? Làm việc thường là làm việc ở công sở, ở công ty á. Thì người ta nói là 근무하다. Động từ nguyên dạng của nó là 근무하다. Thế và 근무 시간 là thời gian làm việc hay là giờ làm việc. Ví dụ thứ hai, 수업이 언제 시작합니까? 두 시간 후에 시작할 것입니다. 두 시간 후에 시작할 것입니다. Suốt là gì nhỉ? Buổi học đúng không các bạn? Buổi học thì bắt đầu vào khi nào? 언제, khi nào?
Sichak Hamnica, Sichak Hata có nghĩa là bắt đầu. Thế và kết thúc là gì nhỉ các bạn? Đây là cái tôi sẽ cố gắng cung cấp những cái động từ trái nghĩa nhau ấy, thì các bạn sẽ dễ nhớ. Kutnata. Kutnata là kết thúc. Thế và 2시간 후에 시작할 것입니다. 시작합니까? Ở đây nó là dạng si작 là mồm một si작 하다 tức là ở dạng hiện tại đúng không? Khi nào thì buổi học bắt đầu? Thế và câu trả lời là 2시간 후에 시작할 것입니다. Sau 2 tiếng nữa, sau 2 giờ nữa. 2시간 후에 thì là 시작할 것입니다. Mồm một liền 것입니다 có nghĩa là sẽ, một hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Nó sẽ bắt đầu vào sau 2 giờ nữa. Thế bây giờ nếu như các bạn đổi thành cái buổi học này sẽ khi nào thì sẽ kết thúc chẳng hạn, hoặc là sau bao lâu thì sẽ kết thúc chẳng hạn, thì các bạn sẽ nói như thế nào nhỉ? Ví dụ như là buổi học khi nào sẽ kết thúc thì là sẽ 수업이 언제 끝납니까? 끝납니까? Ví dụ và câu trả lời là 1 tiếng sau chẳng hạn, hay là 30 phút sau chẳng hạn, các bạn thử nói đi. 30 phút sau thì buổi học sẽ kết thúc. Là như thế nào nhỉ? 30분 후에 끝나겠습니다 hoặc là 끝날 것입니다. Đúng không? Chúng ta chuyển sang một cái ví dụ tiếp theo nhé. 신금숙 씨에게 좀 바꿔 주세요. 신금숙 씨에게 좀 바꿔 주세요. Câu trả lời 지금 통화하고 계셔서 잠시 후에 다시 걸어주세요. Các bạn đọc lại nhé. 지금 통화하고 계셔서 잠시 후에 다시 걸어주십시오. 다시 걸어주세요. 신금숙 씨에게 좀 바꿔주세요. 바꾸다. 바꾸다. Nguyên nghĩa của nó là đổi. Bakuta. Thế và trong trường hợp này chúng ta có thể dịch là gì nhỉ? À, làm ơn hãy chuyển máy cho chị Xin Cơm Xúc. Chôm bakuta juseo. Chôm ở đây nó nguyên nghĩa của nó là một chút hay là một ít đó. Thế và khi trong những trường hợp này như chúng ta trong tiếng Việt chúng ta cũng thường nói như vậy, làm ơn chuyển máy cho ai, chuyển máy cho anh, ví dụ như là anh Hùng chẳng hạn. Ví dụ anh Hùng một chút thì chúng ta cũng nói như vậy, trong tiếng Hàn của người ta cũng thường nói như thế. Cho ai thì chúng ta sẽ dùng cái tiểu từ là 에게. Thế và 신금숙 씨에게 좀 바꿔 주세요. Làm ơn hãy chuyển máy cho chị 신금숙. Thế và câu trả lời là 지금 통화하고 계셔서 잠시 후에 다시 걸어 주세요. 지금 là gì nhỉ? Bây giờ các bạn. Bây giờ đúng không? Bây giờ. 통화하다. 통화하다 có nghĩa là đang nói chuyện điện thoại. Thì chúng ta dùng là 통화하다. 통화하고 계셔서. Các bạn thấy đây là sự kết hợp của hai cấu trúc. Thứ nhất đó là 모모하고 계시다 có nghĩa là đang, bây giờ thì chị ấy đang gọi điện. Thế và kết hợp với cái 계셔서 모모하고서. 하고서 kết hợp với 계시다 thì nó sẽ có dạng là 계셔서. 잠시 후에 다시 걸어주세요. 잠시 후에 ở đây là gì nhỉ các bạn? Sau một lát nữa, 잠시 là một lát, sau một lát nữa thì xin hãy gọi lại. 다시 걸어주세요. 다시 có nghĩa là lại. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái ví dụ tiếp theo nữa. Các bạn đọc cùng tôi nhé. 수업이 끝난 후에 라면을 먹으러 갈까요? 수업이 끝난 후에 라면을 먹으러 갈까요? 네, 좋아요. 네, 좋아요. 수업이 끝난 후에, tức là sau khi mà buổi học kết thúc thì chúng ta sẽ cùng đi ăn ramen chứ, chúng ta sẽ cùng đi ăn mì chứ. Ramen ở đây là mì. 먹으러 갈까요? 뭐뭐 liền 가요?
là một cái cấu trúc như là rủ ai làm việc đó cho các bạn cũng đã được học rồi đúng không? Nê chuài rồi. À, tôi rất là sẵn sàng hay là tôi cũng rất là thích. Ví dụ tiếp theo. Theo chỗ đập hăn huê, mốt sư hát xin cầm nịch cắp. Theo chỗ đập hăn huê, mốt sư hát xin cầm nịch cắp. Cúc yên huê dạy, chí chích hát cô xịp xùm nịch tà. Cúc yên huê dạy, chí chích hát cô xịp xùm nịch tà. Chỗ đập hát tà, các bạn còn nhớ là gì không? Là tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp đại học thì bạn sẽ làm gì? Muốn sư hát xin cầm nịch cắp. Thế và cúc yên huê dạy, chí chích hát cô xịp xùm nịch tà. Cúc yên huê sai là gì nhỉ? Đó là công ty, nếu như mà theo tiếng Hán á, là công ty quốc doanh. Thế nhưng mà trong tiếng Việt của chúng ta thì chúng ta gọi là công ty nhà nước ở Việt Nam. Cúc yên huê sai, chí chích hát cô người ta, à tôi muốn xin việc vào công ty nhà nước. Ở trong này chúng ta có thể thấy những cái từ nào là từ có thể có từ trái nghĩa nhỉ? Ví dụ như là chô rô pa tả là tốt nghiệp đúng không các bạn? Thế còn nhập học, khi mà mới chúng ta mới vào trường đại học mà nhập học thì chúng ta dùng sẽ dùng cái từ là, nếu như các bạn nhớ thì các bạn hãy thử chuyển tự chuyển sang xem tiếng Hán xem sao. Đây cũng là một từ của tiếng Hán, nó chính là ịp hắc kha tả. Hắc kha tả là nhập học, thế và chú rô pa tả là tốt nghiệp. Thế ví dụ như là cúc yên huê sa thì là công ty nhà nước này. Thế còn ví dụ như là công ty liên doanh chẳng hạn thì chúng ta sẽ dùng có cái từ là hợp tác huê sa. Hợp tác huê sa. Công ty liên doanh. Thế hay là chúng ta sẽ có thể có những cái câu trả lời khác. Ví dụ như là tôi muốn đi du học chẳng hạn, các bạn sẽ nói như thế nào nhỉ? Du học. Du học là du học. Du học cả cô sư là tôi muốn đi du học. Đó là một số những cái ví dụ của trường hợp này. À, chúng ta sẽ còn một cái ví dụ cuối cùng nữa. Các bạn đọc cùng tôi nhé. 퇴근한 후에 어디에 가세요? 퇴근한 후에 어디에 가세요? 집에 가겠습니다. 집에 가겠습니다. 퇴근하다 là gì nhỉ? Là sau khi hết giờ làm việc, tức là khi mà đi về. Sau khi hết giờ làm việc thì anh sẽ đi đâu? 집에 가겠습니다. À, tôi sẽ đi về nhà. Chúng ta sẽ có thể có những cái câu hỏi, câu câu trả lời khác. Ví dụ như là tôi sẽ đi gặp bạn chẳng hạn thì các bạn sẽ nói như thế nào nhỉ? 친구를 만나겠습니다. Hay là 친구를 만나러 가겠습니다. Đúng không? 친구를 만나러 가겠습니다. Tôi sẽ đi gặp bạn. Hay là tôi sẽ đi chơi chẳng hạn là gì nhỉ? À, 놀러 가겠습니다. Ví dụ từ tiếp theo. 우리 집에 한번 놀러 오세요. 우리 집에 한번 놀러 오세요. 아, 바쁜 일을 정리해 놓은 후에 가겠습니다. 바쁜 일을 정리해 놓은 후에 가겠습니다. 우리 집에 한번 놀러 오세요. Đây là một câu mời là xin hãy đến chơi nhà tôi một lần. 우리 집. Thường người ta nói không, người ta không nói là nhà của tôi, là ví dụ như là ne chip hay là chế chip, mà người ta thường nói là uri chip, nhà của chúng tôi. Thế và han bon no lo seo, xin hãy đến nhà tôi chơi một lần. Ba pun ni ru chung chung ni he non hue gaketsumida. À, sau khi mà tôi đã sắp xếp hay là tôi đã hoàn thành xong hết những cái việc bận của tôi thì tôi sẽ đến. Các bạn ở đây các bạn thấy có hai cái cấu trúc mà chúng ta sẽ phải quan tâm, đó là 바쁜 일을, 바쁜 일 là việc bận. Đây chính là một cái cấu trúc định ngữ.
mà Paputa đứng trước y đứng trước cái danh từ việc làm này để bổ nghĩa cho cái danh từ này. Thế và khi đó nếu vì bởi vì Paputa nó là tính từ thì cho nên là chúng ta sẽ ghép với cái niên vào đây. Papun il tức là việc bận. Cái cấu trúc này thì chúng ta sẽ được học riêng trong một cái buổi khác. Thế nhưng mà nhân tiện đây nó xuất hiện thì tôi cũng nói để cho các bạn biết trước. Thế và chừng ni he nôn khuê, nguyên nghĩa của một từ này thì nó chỉ là chừng ni ha tà thôi. Chừng ni ha tà có nghĩa là khi mà làm một cái công việc gì đó mà các bạn cần phải sắp xếp nó lại, ví dụ như là ngay kể cả sắp xếp những cái đồ đạc trong gia đình, trong trong nhà chẳng hạn, thì các bạn cũng có thể dùng là chừng ni ha tà, sắp xếp chúng nó lại. Hoặc là hay là để chúng ta gọi là hoàn thành một cái việc gì đó chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể dùng cái từ này được, papun irut chừng ni ha tả. Thế và he nột thả, cái từ nột thả nó có cái cấu trúc là a ơ nột thả. Nột thả nguyên nghĩa của nó là đặt hay là để xuống. Thế nhưng khi trong trường hợp này thì người ta thường dùng với những cái trường hợp mà để nếu như nhưng mà theo lý thuyết của ngữ pháp thì người ta nói là để bảo lưu cái kết quả của hành động đó, nó sẽ giữ mãi ở cái trạng thái tiếp theo, giữ mãi ở cái trạng thái đó trong cái thời gian tiếp theo. Thế tức là làm một cái việc gì đó và để nó đấy, thì trước khi đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái cấu trúc là mùa mùa a ơ nột thả. Ví dụ như là khi các bạn nói với em chẳng hạn là chị đã làm thức ăn để hết sẵn đấy rồi, về thì chỉ việc ăn thôi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? 음식을 만들어 놨어요. 음식을 만들어 놨어요. Thì có nghĩa là chị đã làm thức ăn để sẵn đấy rồi. Thế hay là chúng ta nói là tôi đã chuẩn bị tài liệu sẵn rồi chẳng hạn, tôi đã chuẩn bị tài liệu và tôi đã để đấy rồi, thì là chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? 서류를 준비해 놨습니다. 서류. 준비, 준비하다 có nghĩa là chuẩn bị đúng không? 서류를 준비해 놨습니다. Đó là tôi nói thêm về những cái trường hợp mùa mùa a ơ nột thà để cho các bạn rõ. Thế và chúng ta sẽ đây ở đây thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần các cái ví dụ của cái cấu trúc mùa mùa niên huê. Thế và chúng ta sẽ chuyển sang một cái cấu trúc khác và các bạn cùng theo dõi nhé. Đó là mùa mùa han the sơ và ê kê sơ. Hay cấu trúc này thì có thể nói là chúng nó gần gần tương đương với nhau. Thế và nếu mà nói về cái mức độ sử dụng ấy, thì có lẽ là mùa mùa ê kê sơ thì sẽ sử dụng được nhiều hơn một chút so với hàn thê sơ. Hai cái tiểu từ này thì nó đứng sau danh từ để chỉ nguồn gốc phát sinh của sự việc, và hai tiểu từ này có thể sử dụng thay thế cho nhau. Ví dụ như là khi bạn nhận điện thoại từ ai hay là điện thoại đến từ ai, khi chúng ta muốn diễn tả những cái việc như thế thì chúng ta sẽ dùng mùa mùa hàn the sơ hay là mùa mùa ê kê sơ. Hàn the nếu như bỏ cái sơ này đi là hàn the và ê kê thôi thì nó là đến đúng không? Ví dụ như là đưa cho ai chẳng hạn thì là mùa mùa ví dụ như là tôi sẽ nói là đưa cho bạn một quyển sách chẳng hạn. 친구한테 책을 줬습니다. Tôi đã đưa cho bạn một cuốn sách. Thế hoặc là 친구에게 책을 줬습니다. Thế nhưng nếu khi chỉ thêm cái từ sơ này thôi thì sẽ là từ từ một cái gì đó. Ví dụ như là tôi nói là tôi đã nhận sách từ bạn tôi chẳng hạn, thì là 친구한테서 책을 받았습니다. Hay là 친구에게서 책을 받았습니다. Đó, đấy là những cái trường hợp tôi nói để các bạn dễ hiểu. Thế và chúng ta sẽ đi vào ví dụ cụ thể.
Các bạn đọc cùng tôi nhé. 누구한테서 들었어요? 누구한테서 들었어요? 동창 친구한테서 들었어요. 동창 친구한테서 들었어요. 누구한테서 들었어요? Là gì nhỉ? À, anh đã nghe cái việc này từ ai? Đã nghe từ ai đó? 누구한테서 들었어요? 듣다. Là gì các bạn nhỉ? Là nghe đúng không? Thế nhưng ở đây chúng nó lại có dạng biến đổi thành là 들었다. Đây là cái gọi là cái punctuation của cái tilde ở cái ở khi mà nó ở vị trí là phụ âm cuối thì nó sẽ biến thành tương tạc, thế và kết hợp với cái cấu trúc quá khứ 들었어요, bạn đã nghe cái tin này, à đã nghe từ ai, thì nó có cái dạng là 들었어요. Thế và tiếp theo câu trả lời là 동창 친구한테서 들었어요. À, tôi đã nghe từ một người bạn cùng học hay là cùng lớp. 동창 친구 tức là bạn cùng lớp. 동창 친구한테서 들었어요. Các bạn nhớ là ở đây 동창 và 친구 đó là hai cái từ mà có cái âm triệt, tức là âm bật hơi ấy. Thì các bạn phải nhớ là phát âm để cho rõ cái âm bật hơi này ra thì nó mới đúng nghĩa, còn nếu không nó lại chuyển sang một từ khác. 동창 친구 là bạn cùng lớp. Và chúng ta sẽ xem tìm hiểu thêm một số các ví dụ của trường hợp này nhé. 아침에 누구한테서 전화가 왔어요? 아침에 누구한테서 전화가 왔어요? 의사 선생님에게서 전화가 왔어요. 의사 선생님에게서 전화가 왔어요. 아침에 tức là vào buổi sáng thì đã có điện thoại của ai? Nếu mà chúng ta dịch đúng theo như thế thì là điện thoại từ ai đến? Điện thoại đã đến từ ai đúng không? Thế nhưng mà chúng ta dịch nếu mà sang tiếng Việt thì chúng ta có thể nói là à, buổi sáng nay thì ai đã gọi điện đến? Thế và câu trả lời là 의사 선생님에게서 전화가 왔습니다. Nếu như các bạn muốn chuyển cái cấu trúc này sang cái cách dùng kính trọng ấy, thì các bạn có thể nói là 의사 선생님께서. Chân hoa ca vassoyo là có điện thoại đến từ bác sĩ hay là bác sĩ đã gọi điện thoại đến. Bản thân cái từ bác sĩ thì nó chỉ là 의사 thôi. 의사 là bác sĩ, thế nhưng mà để kính trọng thì chúng ta dùng ghép thêm cái từ 선생님 vào. 선생님 thì ngoài cái nghĩa là thầy giáo hay là cô giáo thì người ta còn sử dụng trong những cái trường hợp như tiếng Hán ấy, là tiên sinh, tức là khi mà nói với một ai đó lớn tuổi thì thường là người ta ghép, hoặc là để kính trọng một ai đó thì người ta ghép cái từ 선생님 vào. Ví dụ như các bạn nhìn thấy một người lớn tuổi ở ngoài đường chẳng hạn, hoặc là để khi nói chuyện với một ai đó mà lớn tuổi, mình không biết chức vụ của người ta là gì, thế nhưng mà mình cũng muốn để tỏ cái sự kính trọng thì chúng ta cũng có thể dùng là 선생님. Ví dụ tiếp theo, 누구한테서 온 편지입니까? Các bạn đọc lại nhé. 누구한테서 온 편지입니까? 아버님의 편지입니다. 아버님의 편지입니다. 누구한테서 온 편지입니까? Là gì nhỉ? 편지 là bức thư. Đây là cái bức thư mà đến từ ai vậy? Thế và câu trả lời là 아버님의 편지입니다. Đây là thư của bố tôi. 아버님. Như ban nãy tôi đã nói rồi là bố là gì nhỉ? 아저씨. Xin lỗi các bạn. 아버지. Xin lỗi các bạn. Tôi sẽ xóa đi cho nó, viết lại cho nó đẹp hơn. Thế nhưng mà đây là chúng ta dùng để tỏ cái sự kính trọng ấy, thế cho nên là chuyển sang thành 아버님. 아버님의 편지입니다. Đây là thư của bố tôi. Thế và một cái ví dụ cuối cùng. 그 선물을 할머니에게서
받았습니까? 그 선물을 할머니에게서 받았습니까? 네, 맞습니다. 그 선물, 선물이 어디 가봤냐? 뭔과 할머니 là bà. Bạn đã nhận cái món quà đó, cứ sơn mùi là món quà đó, bạn đã nhận cái món quà đó từ bà có phải không? Nê mặt sừng đi ta. Vâng, đúng rồi, mặt tả là đúng. Halmoni là bà, có thể nói là bà nội á. Thế còn nếu là bà ngoại thì chúng ta có cái từ là quê Halmoni. Quê Halmoni. Thế con ông là gì các bạn có biết không nhỉ? Ông là Harabuchi. Tôi sẽ viết lên trên này nhé. Harabuchi là ông. Thế và ông ngoại là Ue Harabuchi. Tương tự như cái từ Ue của cái từ bà ngoại á. Các bạn thêm cái từ Ue lên chỗ trên này là được. Ue Harabuchi. Đó là toàn bộ những cái ví dụ của cái bài học ngày hôm nay. Thế và của riêng cái trường hợp mùa mùa hàn thê sơ và ế kê sơ. Các bạn đã hiểu rõ chưa nhỉ? Thế và chúng ta bài học của chúng ta ngày hôm nay thì gồm có 4 cấu trúc đúng không? Đó là mùa mùa ư liền tè là khi hay là lúc, sử dụng với động từ, có thể sử dụng với động từ hoặc là danh từ chỉ thời gian hay là chỉ địa điểm. Thế và cái cấu trúc thứ hai là mùa mùa ha cô ịt tả, mùa mùa cô ịt tả là đang làm gì, và nếu ở dạng kính trọng là mùa mùa kê cô kê si tả. Thế và một điều các bạn phải ghi nhớ đó là cái mùa mùa ha cô ịt tả này sẽ không được dùng với tính từ hay là các cái động từ mà không phải là động từ hành động. Thế và nó buộc phải được dùng với động từ hành động. Ví dụ như trong tiếng Việt của chúng ta có thể nói là tôi đang ở trường học chẳng hạn, đúng không? Thế nhưng mà trong tiếng Hàn mà các bạn dùng như vậy và các bạn chuyển nguyên sang tiếng Hàn, ví dụ như là hakyo e ikko isseo, thế tức là các bạn đã nói xa, bởi vì cái itta đó không phải là động từ hành động. Thế nên nó sẽ không được phép dùng trong cái trường hợp này. Thế mà trong trường hợp như thế thì các bạn chỉ cần nói là cho nên hakyo e isseo thì người ta đã hiểu là bạn đang ở trường học rồi, chứ không cần phải nói là hakyo e ikko isseo, mà như thế bạn như vậy là sai. Đấy là cái mà các bạn cần phải nhớ, đó là momo hakyo e ta kết hợp với động từ hành động. Cấu trúc thứ ba đó là momo u nien hue, có thể dùng với danh từ hay là với động từ. Cấu trúc này thì cũng không có gì đặc biệt cả. Thế và cấu trúc cuối cùng đó là mùa mùa han thê sơ và e kê sơ, tức là từ đâu đó, từ ai, làm một ai, làm một việc gì hay là cái gì đó từ đâu đến, thì chúng ta sẽ sử dụng cái hai cái tiểu từ đó là han thê sơ và e kê sơ. Các bạn thân mến, đó là toàn bộ cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Thế và tôi sẽ gặp lại với các bạn trong cái buổi học tiếp theo, buổi học thứ hai của tuần thứ nhất trong cái môn học Chogyapan Kukkeo Munpeop I, tức là môn học ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 2. Chào các bạn và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi học tiếp theo nhé. 안녕하세요. 수고하셨습니다. 다음에 뵙겠습니다.